chào, tôi là Dương Thị Yến Nhi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay. Hãy đến với Tung Ne cùng vui với cà chua nào. Lễ hội cà chua ở Tung Ne Hang Son lần thứ 11 gồm nhiều các trải nghiệm và các gian hàng thức ăn chào đón các du khách bằng một màn biểu diễn ăn mừng rực rỡ. Đây là sự kiện đầu tiên trong 3 năm kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Hơi nóng của lễ hội đã được lan tỏa. Cà chua vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Hãy cùng nhìn lại cảnh lễ hội cà chua ở Tung Ne. Lễ hội cà chua ở Tung Ne, bản chất của lễ hội là cho thấy kỳ nghỉ hè cùng với gia đình. Phần chính trong lễ hội, hồ bơi đã được vận hành, có thể mình cùng với cả 5 tấn cà chua. Trong sự kiện này, các trang trại địa phương có thể bán trực tiếp cà chua chất lượng cao như cà chua vàng, trải nghiệm nhuộm hoa bóng nước, nhiều sự kiện bóng bàn đường phố v.v. Các chương trình và sự kiện trải nghiệm đã được mở ra. Ngày khai mạc đầu tiên trên sân khấu đặc biệt cùng với sự biểu diễn của các nghệ sĩ nổi tiếng và sự kiện pháo hoa cũng tô màu cho bầu trời đêm đã mang đến cho du khách một đêm mùa hè rực rỡ. Cà chua của Tung Ne được trồng trong môi trường tự nhiên, trong lành ở độ cao 500m so với mực nước biển. Do trên lệch nhiệt độ nên thịt của cà chua rất là chắc và hàm lượng đường cao. Vì vậy, người dân đang sản xuất nhiều loại cà chua như cà chua nâu, cà chua pi và cà chua chế biến. Tất cả cư dân của Tung Ne và huyện Hoang Son cùng nhau làm cho lễ hội thành công. Huyện Hoang Son liên kết với Sở Cứu Hỏa cung cấp các thiết bị liên kết dựa trên công nghệ và thông tin truyền thông, xảy ra tình trạng khẩn cấp hỏa hoạn tại nơi người già sống một mình neo đơn hay là gặp về các tình trạng sức khỏe khẩn cấp. Từ tháng 7 vừa qua, huyện đã cung cấp tổng 1.552 thiết bị an toàn, khẩn cấp. Thiết bị là một máy nhắn tin khẩn cấp với các thông số kỹ thuật mới nhất, đầu báo cháy, thiết bị cảm biến hoạt động kết hợp công nghệ ICT. Người già sống một mình, ngay cả khi khó khăn trong việc thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp, nhiều loại máy đo, cảm biến 24 giờ của thiết bị có thể kiểm tra các hoạt động, nhịp tim, nhịp thở, thời gian ngủ. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể phản ứng nhanh bằng cách tự động kết nối với đội cứu hộ 119. Mục tiêu phổ biến chỉ áp dụng đối với người già, cao tuổi, 65 tuổi trở lên, sống một mình, người nhận tiền trợ cấp nhà nước. Hệ thống cấp bậc từ thứ hai trở lên đến đăng ký trực tiếp ở trung tâm phúc lợi hành chính huyện hoặc xã ở tại địa phương. Huyện Hoang Son đã gửi thông báo nộp thuế cư trú vào tháng 8. Vào năm 2022, huyện Hoang Son đã tiết lộ gửi 25.609 thông báo đối với trường hợp thuế cư trú cá nhân và văn phòng kinh doanh. Với việc sửa đổi luật thuế địa phương, thuế cư trú bình đẳng và thuế chia tài sản được hợp thức với cơ quan thuế thường trú, huyện đã gửi thông báo để cho phép việc thanh toán thuế được thực hiện trước ngày 31 tháng 8, thanh toán bằng WeTax hoặc chuyển khoản qua email, có thể thông qua các tổ chức tài chính quốc gia. Tổ chức văn hóa huyện Hoang Son ngày 11 tháng 8 đã có buổi biểu diễn ca nhạc truyền thống Thế giới thần tiên bùng nổ tại sảnh lớn của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật huyện Hoang Son. Buổi biểu diễn lần này được chọn làm dự án dự thi bởi Hiệp hội Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Hàn Quốc, diễn tả một cách tinh xảo thông qua nhạc truyền thống và nhạc đương đại, nói lên nỗi đau của những người trẻ trong xã hội bất công. Buổi biểu diễn được tổ chức miễn phí, thể hiện một nền văn hóa kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đến với khán giả thông qua sự đồng cảm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.